bắt đầu hé lộ những sai phạm tại đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Dự án tai tiếng đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông đang được cơ quan kiểm toán nhà nước vào cuộc và bước đầu đã chỉ ra những sai phạm về tài chính tại dự án này. Đây mới chỉ là bước đầu nhằm cảnh cáo đồng chí và dung cây nhát khỉ những đồng chí nào lỡ nhúng chàm thì mau mau chạy tội lo lót dần là vừa. Có nhiều tín hiệu cho thấy Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đang bị thất sủng và có thể sẽ bay ghế khi hết nhiệm kỳ. Kiểm toán nhà nước đã phát hiện những khoản chi sai tại dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, trong đó ban quản lý dự án đường sắt trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải chi sai 91 triệu đồng khi lập dự án, thành phố Hà Nội chi sai hơn 14 tỷ đồng khi giải phóng mặt bằng. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của chính phủ Trung Quốc theo hiệp định khung ký ngày 30 tháng 5 năm 2008, thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC. Theo hiệp định giữa hai chính phủ, bên tài trợ vốn được chỉ định tổng thầu thực hiện dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, tư vấn giám sát tổ chức đấu thầu và đơn vị trúng thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn giám sát xây dựng viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh. Ban quản lý đường sắt Bộ Giao thông Vận tải là đại diện chủ đầu tư. Đây là dự án đường sắt trên cao đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam với tổng chiều dài hơn 13 km và 12 nhà ga đi trên cao. Dự án bắt đầu được thực hiện từ tháng 10 năm 2011 tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2018, dự án chính thức đi vào vận hành, thử lên động toàn hệ thống và dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 4 năm 2019. Nhưng kế hoạch này đã bị phá sản cho đến nay. Kết quả kiểm toán của nhà nước chỉ ra những khoản chi sai tại dự án, cụ thể Ban Quản lý Đường sắt, trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã chi sai 91 triệu đồng khi lập dự án. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội chi sai hơn 14 tỷ đồng trong công tác giải phóng mặt bằng. Kiểm toán nhà nước yêu cầu chủ đầu tư dự án và Hà Nội phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước khoản tiền chi sai này. Theo cơ quan kiểm toán, có sai sót liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 8.700 tỷ đồng lên hơn 18.000 tỷ đồng khi chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét và chỉ đạo xin chủ trương của Quốc hội. Việc này thực hiện chưa đúng nghị quyết số 49-2010-QH12 của Quốc hội và luật đầu tư công. Chiếu theo hợp đồng EPC đã ký giữa Bộ Giao thông Vận tải và Tổng thầu Trung Quốc, thời gian hoàn thành chạy thử và bàn giao công trình không quá 48 tháng kể từ năm 2010 và được điều chỉnh đến ngày 30 tháng 9 năm 2017. Tuy nhiên dự án đã chậm tiến độ thêm 4 năm mà vẫn chưa được bàn giao. Kiểm toán nhà nước cho rằng chủ đầu tư chưa làm rõ trách nhiệm của Tổng thầu. Ban quản lý dự án đường sắt phải làm rõ trách nhiệm của tổng thầu và các bên liên quan đối với những thiệt hại về tiến độ để xử lý theo quy định của hợp đồng EPC đã ký. Kiểm toán nhà nước nêu rõ trong thông báo kết quả kiểm toán. Kiểm toán nhà nước đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổ chức kiểm điểm tập thể cá nhân và tổ chức cá nhân phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 18.000 tỷ đồng, chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng về giá chọn gói mua sắm thiết bị giảm tối thiểu 5% so với dự toán phần thiết bị. Kết quả thực hiện các kiến nghị này phải được gửi về Kiểm toán nhà nước trước ngày 30 tháng 9 năm 2019. Liên quan đến khoản chi sai tại dự án Cát Linh Hà Đông, trao đổi với phóng viên, đại diện ban quản lý dự án đường sắt cho biết đang tiến hành thu hồi 91 triệu đồng từ tư vấn lập dự án để nộp về ngân sách nhà nước theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đến thời điểm hiện tại, khối lượng xây dựng toàn bộ dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đạt được 99%, tuy nhiên do tổng thầu chưa thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, nên 1% còn lại tổng thầu Trung Quốc vẫn triển khai rất chậm và có nguy cơ kéo dài. Điểm mặt chỉ tên những nguyên nhân khiến Cát Linh Hà Đông chưa thể khai thác. Vừa qua, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông tiếp tục xin vay thêm 100 triệu đô la, tương đương với khoảng 2.300 tỷ đồng để làm chi phí vận hành. Sự việc này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận, nhưng có đến 99% trở lên là lên án và tỏ rõ sự thất vọng đối với nhà nước trong việc phê duyệt đầu tư dự án tai tiếng này thể hiện sự kém hiểu biết trong điều hành và thiếu trách nhiệm khi vay tiền từ phía Trung Quốc. Dự án này không chỉ là tai tiếng trong việc vay vốn và quản lý dự án, mà nó còn vô số tai tiếng về đội vốn, tham nhũng, ký kết hợp đồng, an toàn lao động, tai nạn chết người, chặt hạ hàng loạt cây xanh, gây ủn tắc giao thông, ảnh hưởng đến môi trường dân sinh hàng thập kỷ kể từ khi thi công dự án vào năm 2011, mà được nhiều tờ báo lớn trên thế giới mổ xẻ và được gọi là tuyến đường sắt tai tiếng nhất thế giới đóng góp công đầu trong cái nhất thế giới này, phải kể đến công lao của bộ giao thông vận tải cùng với chủ trương đúng đắn theo tư duy của Đảng và nhà nước ta. Trong đó những cái đầu sáng suốt của nền giáo dục chưa có khi nào được như ngày nay mà Đảng ta vẫn ra giả tuyên bố ở trong nước đọc đâu cũng thấy Việt Nam cái gì cũng hay, cũng tốt, đời sống nhân dân được Đảng chở che, trong mỗi cuộc họp cứ ra giả lo cho dân vì nhân dân. Nhưng hãy thử nhìn sang kết quả, chỗ nào cũng bê bết động vào chỗ nào là thối chỗ đó tham nhũng và lợi ích nhóm câu kết nhau để đè đầu cưỡi cổ người dân ăn không từ một thứ gì mà vẫn cứ ra giả do dân và vì dân phải chăng sau khi vào đảng bọn chúng biến thành một bầy đàn có quyền và có lợi ích riêng và được đào tạo nói dối nói láo có bài bản nên chúng mới chuyên nghiệp đến mức như vậy quay trở lại với dự án đường sắt tai tiếng cát linh hà đông Chiến dịch nói dối của Đảng và nhà nước ta trở lên trơ trẽn và thực tế nhất trong khi tháng 4 năm 2019, tuyên bố đã hoàn thành 99% và chỉ còn 1% những hạng mục nhỏ chưa hoàn thiện. Cho đến nay đã là 3 tháng mà vẫn bật tâm trong khi vừa qua dư luận không khỏi bức xúc khi Bộ Giao thông Vận tải xin vay thêm 100 triệu đô la để vận hành tuyến đường sắt này. Vậy thì nguyên nhân gì khiến cho chỉ 1% mà không cho tàu chạy nguyên nhân ở đây là đường sắt đã chạy thử và mời chuyên gia nước ngoài đánh giá mức độ an toàn đường sắt để được phép vận hành nhưng lạ thay đến nay chưa có ông nước ngoài nào dám xác nhận độ an toàn cho tuyến đường sắt này chẳng biết sắp tới đây đảng và nhà nước có dám nhắm mắt làm liều cứ để cho tàu chạy còn an toàn mặc bay hay không nữa ngoài ra còn có nguồn tin cho rằng do tuyến đường sắt được thi công bởi công ty không có kinh nghiệm cho nên không được đồng bộ về nguyên vật liệu và gặp lỗi do thiết kế cùng với hệ thống điều hành điện tử nên có nguy cơ cao là xảy ra tai nạn. Hiện bên thi công và Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục khắc phục lỗi này nhưng có thể nói là chưa tìm ra phương án hoặc cần thêm rất nhiều thời gian. Rõ ràng với trình độ của Trung Quốc, họ cũng đã từng làm nhiều tuyến đường sắt cao tốc chất lượng cao và dự án chỉ tiến hành trong thời gian khoảng từ 3 đến 5 năm là hoàn thành. Nhưng vì sao ở Việt Nam họ lại cố tình làm như vậy? Từ việc chỉ định nhà thầu Trung Quốc không có kinh nghiệm cho thấy đây là một cái bẫy là điều không thể chối cãi thế thì vì sao việt nam không chọn nhật bản hay các nước tiên tiến khác mà lại là trung quốc câu trả lời là tất cả do cơ chế quản lý trong khi nhật bản và các nước tiên tiến ngay cả công ty nước họ làm việc ở nước ngoài thì cũng rất khó móc nối để tham nhũng và bòn rút tiền dự án nếu mắc phải ngồi tù như chơi cho nên rõ ràng điều này làm cho quan chức việt nam không thích tí nào vì vậy họ chọn người anh em Trung Quốc vì sẽ dễ đàm phán, thỏa thuận và dễ dàng rút ruột dự án hơn. Đến khi xảy ra sự việc, chẳng ông nào dám lớn tiếng mà chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt vì đã chót ăn tiền rồi, lỡ may nó phản đòn thì có mà bóc lịch đến hết đời. Theo nhà báo Đào Mạnh Hùng, một phóng viên kinh tế kỳ cựu trong nước thì đây là một dự án mà 99% người dân và kể cả nhà khoa học cũng không đồng tình. Họ tính là mỗi ngày thu được 100 triệu 100 triệu mà với cái giá cả mà mình mua của Trung Quốc và lãi suất hàng năm như vậy thì phải 10.000 năm mình mới thu hồi được vốn. Tôi đã đọc một bài báo trên tờ báo viết của đài truyền hình NHK của Nhật Bản thì họ viết rằng đây là một tuyến đường tai tiếng nhất thế giới, vừa chậm vừa xấu và sợ còn không đảm bảo an toàn. Đây là dự án mà ném lao thì phải theo lao mà thôi. Ông Hùng cũng cho biết ngay từ buổi họp báo đầu tiên của dự án và liên tục là sau này, nhiều chuyên gia và các nhà báo tâm huyết với ngành giao thông vận tải đã có những ý kiến can ngăn với bộ này là không nên sử dụng vốn vay ODA của Trung Quốc bởi điều đó đồng nghĩa với việc bắt buộc phải cho nhà thầu Trung Quốc thi công, ông Hùng nói tiếp. Họ bỏ thầu rất thấp nhưng khi mà chúng thầu rồi thì giá lập tức đội lên 30%, họ có lý do là phải mua thiết bị dự phòng, rồi đồng nhân dân tệ giảm sút so với đồng đô la, rồi giá vật tư tăng, vân vân. Họ liên tục thay đổi về giá cả. Đầu tiên tưởng rẻ nhưng đội lên 2 đến 3, thậm chí có công trình tăng lên 5 lần và đắt hơn rất nhiều so với các công trình của Nhật xây. Thái Lan cách đây 4 năm họ cũng đã làm một tuyến đường dài hơn mình một chút mà giá thành có 350 triệu đô la thôi. Ngoài phát sinh vốn vay và thời gian thi công quá lâu, thì công nghệ của dự án này cũng là một vấn đề khiến cho dư luận quan tâm. Bởi trên thực tế, công nghệ được sử dụng cho dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông là công nghệ của Trung Quốc với những đoàn tàu được sản xuất theo tiêu chuẩn đường sắt Trung Quốc đã lạc hậu và không còn được áp dụng trên thế giới. Chuyên gia Ngô Chí Long cho biết thêm, công nghệ của Trung Quốc thì vốn đầu tư cao và sau này chi phí duy tu bảo hành cũng rất là cao, thì liệu hiệu quả sử dụng của nó có tốt hay không? Ở các nước hiện nay, người ta làm đường sắt đô thị trên cao, người ta đã làm từ mấy chục năm trước rồi. Hiện nay rất ít, thậm chí hầu như không có nước nào làm nữa mà Việt Nam lại gặp cái chuyện đó. Nhà báo Đào Mạnh Hùng cũng cho rằng, Công nghệ của Trung Quốc quá lạc hậu và lấy làm tiếc vì công nghệ và các nhà thầu Nhật Bản đã không được lựa chọn cho dự án này. Những tàu này là những tàu đã lỗi thời rồi, làm cách đây từ 20 năm, nằm đắp chiếu ở bên Trung Quốc rồi. Nó làm xong không bán được cho ai, cuối cùng Việt Nam phải mua lại những cái tàu ấy. Họ bán cho mình là mình buộc phải mua vì mình vay vốn của họ. Tàu này tôi nghĩ là sẽ không đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân đâu. Lý giải cho việc vì sao Bộ Giao thông Vận tải vẫn chọn nhà thầu Trung Quốc, mặc dù không còn lạ gì những chiêu trò của các nhà thầu Trung Quốc trong việc triển khai các dự án ở Việt Nam, chuyên gia Ngô Chí Long cho biết thêm. Mình quá quan trọng chỉ tiêu về giá, nó bỏ với giá thấp xong, cuối cùng nó lại dùng chiêu trò để nâng giá lên, thì cuối cùng vẫn lại bằng vô nghĩa. Bên cạnh đó thì nó lại có điều kiện cấp cho mình vốn vay tín dụng, thì đó là ưu điểm. Một cái nữa là cũng phải hết sức thông cảm là cách làm ăn của Việt Nam với anh Trung Quốc là quan hệ lâu rồi thì cái đó cũng tác động. Tuy nhiên phải nói thẳng ra là những dự án mà nhà thầu Trung Quốc thi công triển khai thì đều kém hiệu quả và gây lãng phí thất thoát. Theo tính toán của các nhà chuyên môn, với việc đầu tư trang thiết bị như vậy, giá vé tối thiểu sẽ là từ 15.000 đồng cho một vé. Tuy nhiên trong điều kiện Việt Nam, với khí hậu nóng ẩm như hiện nay, mà lại thiếu vắng một hệ thống kết nối hợp lý thì chắc chắn việc sử dụng sẽ rất hạn chế và không thể mang lại hiệu quả kinh tế như mong đợi